nội dung phong phú cùng hình ảnh minh họa tươi sáng và đầy màu sắc. Không quá ngạc nhiên khi Việt sử diễn họa đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều độc giả. Theo đó, 4.000 năm lịch sử Việt Nam, từ thời Hồng Bàng cho đến cách mạng tháng 8 thành công, đã được ghi lại một cách súc tích nhất qua 200 trang sách. Các thời kỳ lịch sử từ thuở sơ khai lập nước đã được tái hiện sinh động bằng 100 bức tranh minh họa, kết hợp với ngôn từ dễ hiểu, gần gũi. Cuốn sách không chỉ giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam, mà qua đó còn phát hiện thêm nhiều điểm thú vị, đặc biệt là về trang phục qua các thời đại lịch sử. Họa sĩ Thanh Nguyên, tác giả của cuốn sách, đã phải mất một năm để có thể hoàn thành tác phẩm, với khó khăn lớn nhất đó là tìm kiếm nhiều tư liệu. Những cái khâu quan trọng nhất của sách đó là viết lại lời tóm tắt lại lịch sử Việt Nam, tại vì lịch sử Việt Nam nó kéo khá là dài, hơn 4.000 năm, mà cuốn sách Việt Nam giả sử lỗ lược thì nó đã hơn 700 trang rồi, thì các bạn trẻ bây giờ thì người ta thường không thích đọc quá nhiều chữ ấy, nên mình đã quyết định cô đọng nó lại trong 200 trang cho cuốn sách lịch sử diễn họa. Được ra đời với định hướng ban đầu đó là xây dựng một cuốn sách lịch sử sống động, tươi sáng dành cho trẻ em. Song việc sử diễn họa không chỉ thu hút những độc giả nhí, mà còn nhận được những sự đón nhận tích cực đến từ người lớn. Quý vị khán giả có mua gì ở đâu có thể tìm mua sách tại hệ thống các nhà sách và kênh thương mại điện tử. Hiện tại, họa sĩ Thanh Nguyên đang tiến hành thực hiện một trò chơi thuần Việt về trang sức, áo quần thời Nguyễn, dự kiến sẽ được ra mắt trong thời gian tới.